Tiếp tục với các cái chủ đề liên quan đến bài toán trong cái phần đại cương kim loại, thì hôm nay chúng ta sẽ xét vào các cái nhóm bài tập toán đầu tiên. Một trong những dạng bài mà có cái số lượng chiếm rất nhiều trong các cái đề thi hiện nay, đó chính là bài toán về kim loại tác dụng với axit. Tất nhiên người ta có thể mở rộng ra thành hợp chất của kim loại tác dụng với axit, nhưng cái nền chính của nó vẫn là nằm trong cái nhóm kim loại tác dụng axit. Thực tế thì chúng ta sẽ xét chủ yếu trong ba cái axit là axit chlorhydric, axit sulfuric và axit nitric. Lần lượt các cái axit này các bạn đã được làm quen trong các cái chương phi kim, như là axit chlorhydric chúng ta gặp ở trong nhóm halogen, axit sulfuric chúng ta gặp trong nhóm oxy lưu huỳnh và axit nitric chúng ta gặp trong nhóm nitơ. Tuy nhiên là hiện nay chúng ta đang mở rộng nó ra, bây giờ bắt gặp thêm những cái vấn đề mới liên quan kim loại mà cái dãy điện hóa hôm trước chúng ta đã xét. Vì vậy cái bài toán kim loại tác dụng axit bây giờ nó có những cái vấn đề nó phức tạp hơn, và chúng ta cùng xem xét vừa là để ôn lại, vừa là để mở rộng nó ra và tạo thành một cái phương pháp giải toán chung cho những bài tập thuộc nhóm này. Với cái nội dung này thì thầy tạm thời chia nó ra thành hai cái bài nhóm. Vì là trong số 3 axit này thì axit chlorhydric và axit sulfuric loãng là những axit mạnh nhưng không có tính ô xóa mạnh. Tính ô xóa của nó chỉ là H cộng. Các bạn lưu ý không được nói là nó không có tính ô xóa, mà chỉ là nó không có tính ô xóa mạnh. Nó vẫn có tính ô xóa nhưng tính ô xóa đấy là H cộng. Còn axit nitric và axit sulfuric đặc thì có tính ô xóa mạnh của nitơ dương 5 và lưu huỳnh dương 6. Chúng ta sẽ tách riêng sang thành một bài giảng khác. Thế với bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit chlorhydric của axit sulfuric loãng, thực chất phản ứng của chúng ta mà quan tâm ở đây là phản ứng của kim loại với ion H cộng. Vì vậy về mặt quy luật phản ứng thì phản ứng xảy ra như thế nào? Phản ứng ở đây là giữa kim loại M và ion H cộng trong dung dịch, dù là HCl hay là H4 loãng, thì phản ứng đều xảy ra để sinh ra ion M N cộng và giải phóng khí hydro. Thì bây giờ chúng ta mới xem xét xem là phản ứng này được cân bằng là 2 2 N và 2 NH cộng. Không phải kim loại nào có thể tham gia phản ứng này. Để tham gia được phản ứng này thì kim loại đấy phải là kim loại có lực khử mạnh hơn so với hydro. Nói cách khác là kim loại đấy phải khử được ion H cộng. Nó là những kim loại mà có thế ô xóa âm hơn so với H cộng. Và vị trí trong dãy điện hóa của nó là đứng bên trái hydro. M này, ta nói một cách đơn giản là lực khử của nó phải mạnh hơn hydro. Có nghĩa là ví dụ như là chì, ví dụ như là bạc. Xin lỗi, ví dụ như là đồng, ví dụ như bạc là những kim loại đứng sau hydro trong dãy điện hóa, đứng bên phải cặp ô xóa khử của hydro, thì tất nhiên là không thể tan được trong đây. Đó là nhóm những kim loại yếu là không làm được việc đấy rồi. Phải là những kim loại từ đứng bên trái hydro, tức là kim loại trung bình hoặc là kim loại mạnh mới làm được việc đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong số các phản ứng này chúng ta lưu ý cho là H cộng có tính ô xóa nhưng tính ô xóa của nó không mạnh. Do đó các kim loại mà có nhiều số xóa, ví dụ như sắt, ví dụ như chrome, thì nó chỉ lên số xóa trung gian sắt 2 hoặc là chrome 2. Trong đó thì sắt sẽ là đối tượng chúng ta hay gặp nhất. Đấy là về mặt quy luật phản ứng. Trên cái quy luật phản ứng ở dạng bản chất này thì người ta có xây dựng ra thành những cái nhóm bài tập. Cái nhóm bài tập đầu tiên mà chúng ta có ở đây đó là cái bài toán liên quan đến khối lượng của muối thu được khi chúng ta cho kim loại tác dụng với axit. Thì chúng ta thấy rằng là khối lượng chất rắn này, khối lượng muối thì được tính bằng gì ạ? Bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với khối lượng của anion gốc axit tạo muối. Thì ở đây chúng ta thấy có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là nếu là HCl thì dù phản ứng với kim loại nào phản ứng của nó cũng như sau là HCl
Khi tham gia phản ứng nó sẽ tạo thành khí hydro thoát ra và ion clorua đi vào trong muối. Ion clorua đi vào muối với cái quan hệ về số mol. Như vậy là từ số mol hydro chúng ta có thể tính được số mol của ion clorua đi vào muối. Cụ thể là số mol Cl trừ đi vào muối sẽ gấp đôi số mol hydro và đúng bằng số mol axit phản ứng với những kim loại bình thường. Còn nếu chúng ta sử dụng axit sulfuric thì phản ứng của nó cũng tương tự. H2S4 khi tham gia phản ứng thì phần H cộng nó sẽ tạo thành khí hydro, còn gốc sulfat sẽ đi vào trong muối. Lúc này quan hệ của nó về mặt số mol là 1:1. Như vậy chúng ta có thể tự xây dựng cho mình các công thức. Thầy nói là thầy không dạy công thức mà các bạn có thể tự xây dựng. Từ cái phương trình này chúng ta có thể thấy rằng là cái lượng clorua đi vào muối sẽ gấp đôi số mol hydro. Clor là 35,5 nhân 2 là 71. Như vậy là khối lượng của muối clorua tạo ra sẽ bằng khối lượng kim loại phản ứng cộng với 71 lần số mol hydro. Hoàn toàn tương tự, khối lượng của muối sulfat thu được sẽ bằng khối lượng kim loại phản ứng cộng với 96 lần số mol hydro. 96 là khối lượng của một gốc sulfat. Thế thì áp dụng vào các bài tập ở đây, chúng ta có thể giải một số cái tình huống thế này.